Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay tăng trở lại, ngưỡng 1.900 đô la Mỹ trên một ounce đã tới rất gần. Các chuyên gia đánh giá thị trường đang rất sôi động do lo ngại lạm phát tăng cao trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên và liệu rằng có nên xuống tiền trong cuộc chơi với vàng ở kỳ này hay không. Sau đây thì chúng ta cùng vào bản tin ngày hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2021 được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin tổng hợp tại hai thị trường trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm nay. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Nhìn trên màn hình của quý vị và các bạn cũng đã biết, ở thời điểm này thì thị trường vàng thế giới phục hồi khá tốt sau khi đã tăng trong phiên giao dịch đêm qua. Trong thời điểm đêm ngày hôm qua và rạng sáng hôm nay, giá vàng thế giới phục hồi khoảng 14 đô la Mỹ trên một ounce và đến thời điểm hiện tại tiếp tục tăng thêm 2 đô la Mỹ nữa, tương ứng mức tăng trong ngày hôm nay là 0,11%. Lúc này đang giao dịch ở ngưỡng 1.868,97 USD trên một ounce. Có thời điểm đã chạm ngưỡng là 1.870,75 USD trên một ounce và mức thấp nhất trong ngày là 1.866,11 USD. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ neo vững chắc ở ngưỡng 95 điểm. Cụ thể ở đây là 95,797 điểm, giảm nhẹ 0,016 điểm, tương ứng mức giảm là 0,02%. Ở thời điểm này, đối thủ với vàng là đồng tiền điện tử Bitcoin phục hồi trở lại quý vị và các bạn nhé. Hiện tại tăng 90,99 đô la Mỹ, tương ứng mức tăng nhẹ là 0,15% trong ngày. Trong thời điểm này, giao dịch ở ngưỡng 60.464,64 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Trên thị trường vàng trong nước trước giờ mở cửa phiên này, hiện tại SJC tại hai thành phố lớn niêm yết như sau, với SJC Hà Nội niêm yết ở ngưỡng 61 triệu 100 nghìn, bán ra 61 triệu 820 nghìn. Với SJC Hồ Chí Minh niêm yết ở ngưỡng 61 triệu 100 nghìn, bán ra ở ngưỡng 61 triệu 800 nghìn. Trong phiên này, thị trường vàng thế giới đang tăng khá mạnh, do đó mà đến giờ mở cửa phiên này chắc chắn là thị trường vàng trong nước sẽ điều chỉnh tăng. Và rất có thể chiều bán ra tại thị trường vàng trong nước, cụ thể ở đây là với vàng SJC lại một lần nữa chạm ngưỡng 62 triệu đồng trên một cây. Và để quý vị và các bạn biết rõ hơn thị trường vàng trong nước, phần cuối cùng của bản tin này chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở phiên giao dịch hôm nay để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo thêm. Trước khi vào phần bảng giá vàng chi tiết này, sau đây sẽ là một số phân tích trên thị trường vàng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, ở thời điểm này, trên thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng và ngưỡng 1.900 đô la Mỹ trên một ounce đã tới rất gần. Các chuyên gia đánh giá thị trường đang rất sôi động do lo ngại lạm phát tăng cao trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên. Vậy thì có nên xuống tiền trong cuộc chơi với vàng hay không? Sau đây thì quý vị và các bạn cùng đi vào một số phân tích trên thị trường vàng thế giới nhé. Trước khi muốn xuống tiền với vàng thì chúng ta phải tìm hiểu xem có nên kỳ vọng quá nhiều vào vàng ở thời điểm này hay không. Cụ thể là do lo ngại lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ sớm tăng lãi suất. Điều đó thúc đẩy nhu cầu tìm đến kim loại quý như một tài sản trú ẩn an toàn. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho giá vàng thế giới trong ngày hôm qua tăng mạnh, ngay cả khi đồng đô la Mỹ giữ ở gần mức cao nhất trong nhiều tháng qua. Theo Caro Alberto Di Casa, nhà phân tích tại công ty chuyên giao dịch vàng vật chất Kinesis Money cho biết, các nhà đầu tư lo sợ lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát và do đó mua vàng để phòng ngừa rủi ro. Trong khi đó thì lạm phát tại Anh đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm do tình trạng giá năng lượng tăng cao, lại càng củng cố nhận định ngân hàng trung ương nước này sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới. Theo ông Di Casa, việc tăng lãi suất vẫn là một rủi ro tiềm ẩn đối với vàng. Và kim loại này chỉ có sự bứt phá rõ ràng lên trên ngưỡng 1.875 đô la Mỹ trên một ounce mới có thể thúc đẩy mức tăng giá thêm. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, không chịu lãi suất. Diễn biến đó khiến cho kim loại quý trở nên đắt đỏ đối với những người mua sử dụng các đồng tiền khác. Bên cạnh đó thì đồng đô la Mỹ cũng cạnh tranh với vàng như một phương tiện trú ẩn an toàn, đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2020 sau khi dữ liệu về chỉ số bán lẻ trong tháng 10 của Mỹ tốt hơn so với dự kiến. Còn theo Faqua Rajakwada cho biết rằng Fed chắc chắn sẽ theo dõi doanh số bán lẻ trong số các thước đo khác của nền kinh tế như lạm phát và tăng trưởng tiền lương. Điều đó nói lên rằng đừng nghĩ dữ liệu trị giá một tháng sẽ thay đổi lộ trình lãi suất của Fed. Ngân hàng Trung ương Mỹ đã bắt đầu giảm dần việc mua trái phiếu trong tháng này và dự kiến sẽ kết thúc hoàn toàn quá trình mua sắm tài sản vào giữa năm 2022. Cuộc họp thiết lập chính sách tiếp theo của cơ quan này được dự kiến vào giữa tháng 12 tới. Ngoài ra, theo nhóm phân tích từ Credit Suisse chia sẻ, rõ ràng thị trường vàng đang rất sôi động, kim loại quý này có thể đang chứng kiến sự khởi đầu cho một xu hướng tăng cao hơn sau khi hoàn thành mẫu hình 5 tháng nền tảng. Nhóm cho biết đang kỳ vọng giá vàng tăng lên mức
1.917 đô la Mỹ cho một ounce. Chinh phục ngưỡng cản mạnh này là nền tảng cực kỳ quan trọng để vàng có tiềm năng chạm tới mức kháng cự tiếp theo tại vùng 1.959 cho đến 1.977 USD. Và cuối cùng là một mức cao kỷ lục là 2.075 đô la Mỹ. Tuy nhiên thì các nhà phân tích tại Credit Suisse lo ngại rằng đà tăng của vàng có thể kết thúc nhanh chóng nếu kỳ vọng lạm phát đạt đỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo thêm. Đúng như chúng tôi đã dự đoán trước đó thì ở thời điểm này giá vàng trên thị trường trong nước đã quay đầu tăng và hiện tại đã chạm ngưỡng 62 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Cụ thể như sau, với giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 61.300.000, bán ra 62.050.000, tăng 200.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào và 250.000 đồng trên một cây tại chiều bán ra. SJC Hà Nội mua vào 61.300.000, bán ra 62.070.000, tăng 200.000 đồng trên một cây ở chiều mua và 250.000 đồng trên một cây tại chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 61.200.000, bán ra 62.000, tăng 200.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Doji Hà Nội mua vào 60.950.000, bán ra 61.700.000. Hiện tại Doji Hà Nội chưa có điều chỉnh về giá. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào là 61.300.000, bán ra 62.100.000. Với PNG Hồ Chí Minh tăng 300.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch, còn với PNG Hà Nội tăng 350.000 đồng trên một cây ở chiều mua, còn tăng 300.000 đồng trên một cây tại chiều bán. Với Phú Quý SJC mua vào 61.100.000, bán ra 61.800.000, tăng 50.000 đồng trên một cây ở chiều mua vào, chiều bán ra không có điều chỉnh. Với Bảo Tín Minh Châu mua vào 61.070.000, bán ra 61.790.000, vẫn chưa có điều chỉnh về giá. Mi Hồng mua vào 61.300.000, bán ra 62.000, tăng 150.000 đồng trên một cây ở chiều mua và 250.000 đồng trên một cây tại chiều bán. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm trên bảng giá. Tiếp theo là giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này, giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC cũng quay đầu tăng, biên độ tăng từ 62 cho đến 150.000 đồng trên mỗi lượng. Cụ thể với nhẫn bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 53.250.000, bán ra 53.950.000, tăng 150.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều giao dịch. Vàng bù số 9 mua vào 52.950.000, bán ra 53.650.000, tăng 150.000 đồng trên một cây ở cả chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 52.019.000, bán ra 53.119.000, tăng 149.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 38.392.000, bán ra 40.392.000, tăng 113.000 đồng trên một cây ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 29.431.000, bán ra 31.431.000, tăng 87.000 đồng trên một cây ở cả chiều mua vào và bán ra. Vàng 10K mua vào 20.524.000, bán ra 22.524.000, tăng 62.000 đồng trên một cây ở cả chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo của thị trường vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!